Nam mô A Di Đà Phật. 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 Về Tây Phương có A Di Đà, ở cõi đấy có Phật Thích Ca. Phật hãy nữa phát tâm là độ dân chúng nơi ta bà, về bên cõi A Di Đà. Cảnh quang cõi A Di Đà, ngọc lưu ly xoay hành lang, dùng châu lưới bao quanh nhà, hàng cây bao rung là đà, đường đi cũng chân sầu ngà. Hồ ao có sen bằng vàng, tòa tư quá ra hào quang, màu sen trắng xanh hay vàng, hào quang sáng lên muôn ngàn, để gian đoán dân ta bà. Coi đây trôi lên nhà trời, người được nghe với sầu vơi, hạt mưa xuống đơm quá trời, tỏ hướng đến thơm cho đời, người nghe sẽ an buồn đời. Mỗi khi gió lai cày cày, tạo ra tiếng âm thật thơm, dài dần trống nên tu hành, hai tính tên cho chuyên cần, hòa tâm được mau diện thời. Phật xưa có ra lời thề, mở rộng thêm băng là quê, dây ai đã mong sanh về, thì nên chớ tâm si mê, Phật giang đón đưa ta về. Còi tay ấy không luân hồi, dạy người ơi mau về thôi, niềm thông suốt khi đi ngồi, để phiền não không đầm trôi, tòa sen bao ta lên ngồi. Này ta hãy mau niệm Phật, để nghiệp duyên không trồng chớ, chân gian dốn không chân thành, thì sao hãy không niệm Phật, niệm danh được Di Đà Phật. Người ơi hỏi mau tên lòng, đừng để cho tâm chạy rau, vì con đam mê danh vọng, từ sanh ấy luôn quay vòng, lạc bàn nữa không sanh đời. Nguyện cho những ai niệm Phật, đường thân thế luôn bình an, đường tâm ý luôn thanh nhàn, dường dáng khó trong muôn ngàn, lòng phiền nào mau phải tan. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
mô A Di Đà Phật. Nam 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 mô A Di Đà Phật.